Thưa quý vị, ngày hôm nay tôi xin chia sẻ một đề tài, đó là delusion, tạm dịch ảo tưởng. Ảo tưởng. Thưa quý vị, vào tháng 5 ngày 31 2014 tại tiểu bang Wisconsin có 3 thiếu niên. Và 3 thiếu niên này khoảng 12 tuổi. Và 3 cô này học cùng trường, học cùng lớp và là người bạn thân của nhau. Nhưng vào ngày 31 tháng 5, 2014, ba cô đã rủ nhau vào một cái khu rừng gần nhà, khu rừng nhỏ thôi, gần nhà. Và chơi cái trò gọi là hide and seek, tức là trốn và tìm. Người Việt Nam của chúng ta cũng có cái trò chơi này, gọi là trò chơi 50. Là một người thì nhắm mắt lại, rồi chúng ta đếm tới số 10, người nhớ mà. Và một người kia thì là trốn, rồi người đó đi tìm. Nó kêu là hide and seek. Thì cái cô gọi là cô này tên là Peyton. Cô đang đi, có lẽ tìm hai người bạn của mình. Một người bạn tên là Anissa và một người bạn kia tên là Morgan. Thì có lẽ đang đi tìm hai người bạn trốn đó. Thì đúng một cái cô Anissa từ ở trong có lẽ phía sau cái cây nhảy ra và xô cô Peyton xuống đất. Rồi cái cô bạn số 2, cái cô này là kêu là cô Morgan, cũng chạy đến và rút trong người một con dao. Và cô bắt đầu đâm cái người bạn của mình. Và đâm 19 nhát như vậy. Tay chân mình bại, đâm đầy máu. Rồi hai cô đó bỏ người bạn của mình, tên là cô Peyton, ở lại đau đớn, nửa sống nửa chết. Và hai cô kia chạy mất tiêu. Peyton bắt đầu trong sự đau đớn, kêu rêu trong rừng không ai nghe, và phải cố gắng lê lết ra ngoài lộ để hy vọng gặp được người nào cứu mình. Cảm ơn Chúa, bỗng dưng có một người chạy xe đạp. Bên Mỹ họ chạy xe đạp là họ chạy thể thao. Và cái người chạy xe đạp đi ngang qua và thấy cái cô Peyton nằm ở ngoài lộ kêu là, và đã dừng lại và kêu 911 và đưa cô đến nhà thương và cô được cứu sống. Đương nhiên cảnh sát bắt hai người bạn kia và điều tra và đưa ra tòa xử và hỏi động lực nào lại giết bạn mình như vậy. Thì Anissa cũng như Morgan trả lời lý do chúng con làm điều này bởi vì chúng con muốn làm đẹp lòng Slenderman. Slenderman là ai vậy? Ồ, Slenderman là một nhân vật ảo tưởng được ở trong một cái mạng internet. Đây là những cái trò chơi mà bên Hoa Kỳ này chúng ta thấy, luôn cả bên Việt Nam chúng ta thấy những đứa trẻ ngày hôm nay chơi những cái game. Mà cái game đó là một game ảo tưởng. Nó tạo cho con người một cái ảo giác kinh khiếp. Và hai đứa bé muốn trở nên là servant, là đầy tớ của Slenderman. Và muốn chứng minh cho Slenderman biết rằng là tôi sẽ trung thành với Slenderman bằng cách là giết đứa bạn của mình để chứng tỏ điều đó. Quý vị ơi, đó là một cái đầu óc phải nói bệnh hoạn đúng không ạ? Và đương nhiên luật sư của hai đứa bé này đã vẽ cho hai đứa bé nói rằng là hai đứa bé này là đang có cái bệnh tâm thần. Thực sự ra nó rất là bình thường. Nhưng mà qua cái hành động đó, một con người bình thường không bao giờ làm điều đó cả. Chỉ có những người bệnh hoạn. Đó là lý do tại sao mà gọi là insanity, là một người bệnh hoạn. Và thưa quý vị, ngày hôm nay quan tòa đã lên án
cái cô mà xô người bạn của mình Anissa đó 25 năm ở trong bệnh viện của những người điên 25 năm, cũng giống như ở trong tù của những người mà kêu là bệnh tâm thần đó quý vị. Còn cái cô mà đâm bạn của mình 19 lần như vậy thì bị lên án tù là 40 năm, cũng ở trong một cái nhà tù cho những người điên. Thưa quý vị, khi mà tôi đọc những điều này thì tôi suy nghĩ chúng ta là cha, là mẹ, chúng ta phải thận trọng nhé. Nhiều khi chúng ta không chú ý con của mình nó đang chơi những trò chơi nào ở trong Internet. Nhất là trong cái mùa Christmas này, tôi thấy có nhiều cha mẹ đi ra mua cho con những cái game mà con nó thích, nhưng mà mình không kiểm soát những cái game đó là game gì. Và quý vị biết ngày hôm nay những cái game mà người ta chế tạo ra nó rất là bạo động. Nó có những cái hình ảnh giống như là devil, là quỷ quái. Và nếu không có ngừng lại mà cứ chơi cả ngày như vậy thì nó sẽ đưa vào trong tâm trí của con cái của chúng ta, và nó sẽ sống trong ảo tưởng, ảo giác, và sanh ra những cái bệnh tật, những sự suy nghĩ kêu là kinh khiếp lắm. Nguyện xin Chúa giúp đỡ cho quý bà anh chị em cũng như mỗi người chúng ta, để mà chúng ta kiểm soát con cái của mình, gần gũi con cái của mình, để biết rằng con của mình nó đang đi trong con đường nào. Như trong trường hợp tôi vừa nói, hai đứa bé đó nói rằng tôi bị ảo tưởng, tôi tin vào những cái quyền lực của ảo giác này. Làm cho tôi nhớ lại một câu chuyện trong Kinh Thánh, cũng có một đứa bé nó cũng bị phong, mà không phải phong bình thường mà phong điên, insanity, và cha của nó đã mang đến cùng với Đức Chúa Giêsu như sau. Xin phép đọc cho quý vị để quý vị biết câu chuyện này, và chúng ta sẽ có câu trả lời cho gia đình của mình, cho con cái của mình. Và xin chúng ta lắng nghe lời Chúa được chép trong Kinh Thánh. Và tôi xin phép đọc trong sách Ma-thi-ơ đoạn 17. Ma-thi-ơ đoạn 17 câu 14 có chép như sau: khi Đức Chúa Giêsu và môn đồ đã trở lại cùng đoàn dân, thì có một người đến gần quỳ trước mặt Ngài mà thưa rằng: lạy Chúa, xin Chúa thương đến con trai tôi, vì nó mắc bệnh phong điên, phải chịu đau đớn quá, thường thì té vào lửa và té xuống nước. Tôi đã đem nó cho môn đồ Chúa nhưng chữa không được. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: hỡi dòng dõi không tin và gian tà kia, ta sẽ ở với các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ nhịn nhục các ngươi cho đến khi nào? Hãy đem con đến đây cho ta. Rồi Đức Chúa Giêsu của trách quỷ. Quý vị ơi, trong cái câu chuyện này đó, cái đứa bé bị phong điên này không phải là một cái bệnh kêu là physical, không phải cái bệnh kêu là về liên quan đến thể xác đâu. Nhưng mà Chúa nhìn, Chúa thấy được một cái cơn bệnh này nó đến từ một loại quỷ. Một loại quỷ. Mà một loại quỷ này nó hành hạ đứa bé, nó ám trên đứa bé này, và nó tạo cho đứa bé những cái sự khổ cực. Nó ném xuống nước rồi ném vào lửa. Bởi thế trong Kinh Thánh nói ma quỷ nó đến để nó cướp, nó giết, rồi nó hủy diệt nó, quý vị. Cho nên chúng ta phải thận trọng. Chúng ta phải đưa con của mình đến với Đức Chúa Trời, đến với Chúa, để cho nó hiểu biết được lời của Chúa, để cho nó sống trong sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời, trong năng quyền của Ngài. Còn bằng không, quý vị, nó sẽ đi vào một con đường sự cám dỗ của quyền lực, sự tối tăm, mà đưa cho nó vào trong một cái lối sống ảo tưởng, ảo giác, và cuối cùng hành hạ
đến cuộc đời của chúng nó đó quý vị. Rồi tôi xin phép đọc tiếp. Hãy đem con đến đây cho ta. Rồi Đức Chúa Giêsu của chắc quỷ, quỷ liền ra khỏi đứa trẻ. Và từ giờ đó đứa trẻ được lành. Cảm ơn Chúa. Quý vị ơi, không ai có thể chữa được đứa trẻ này. Một cái bệnh tâm linh, một cái bệnh tâm thần này quý vị, chỉ có Chúa, năng quyền của Chúa, bởi đức tin mà chúng ta đến cầu nguyện. Tôi tin chắc rằng Chúa sẽ chữa lành. Chúa sẽ làm một cái việc lạ lùng trên đời sống của chúng ta, luôn cả con cái của chúng ta nữa. Câu 19, môn đồ đến gần Đức Chúa Giêsu mà hỏi riêng rằng: vì cớ gì chúng tôi không đuổi quỷ ấy được? Ông này ông có mang tới cho các môn đồ và môn đồ không đuổi được, cầu nguyện nó không ra. Thì các môn đồ mới thắc mắc là: nói Chúa ơi, tại sao Chúa đuổi được mà chúng tôi không đuổi được? Đây là bí quyết, chúng ta lắng nghe nhé. Ngài đáp rằng: ấy là tại các ngươi ít đức tin. Quý vị ơi, cần có đức tin. Bởi thế trong đời Chúa, nếu chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời thì chúng ta phải tin Đức Chúa Trời. Và bởi đức tin vào Đức Chúa Trời, bởi đức tin vào Đức Chúa Giêsu và trong danh của Chúa Giêsu thì không có điều gì là khó cả. Chúng ta nghe tiếp nhé. Vì ta nói thật cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải rất là nhỏ, sẽ khiến núi này rằng: hãy rời đây qua đó, thì nó liền rời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được. Cái hình ảnh mà Chúa nói là có một đức tin nhỏ mà khiến một cái núi rời từ nơi này qua nơi kia. Ở đây không phải chỉ nói cái hình kia là nghĩa đen, mà nói đến cái nghĩa bóng, có nghĩa là một cái núi, là một cái nan đề, một cái khó khăn nào đó trong cuộc đời của chúng ta. Nếu mà chúng ta có đức tin vào trong Chúa Giêsu Christ, trong danh của Ngài, thì chúng ta cầu nguyện, chúng ta tin tưởng rằng trong ý của Chúa, trong thời điểm của Chúa, thì mọi sự sẽ được Chúa giải quyết. Quý vị có tin điều đó không? Mà Chúa nói không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được. Thực sự giá không phải chúng ta làm đâu, mà là Chúa làm đó quý vị. Tôi xin đọc cho quý vị thêm một câu kinh thánh. Tại sao tôi nói điều đó? Vì trong sách Giê-rê-mi đoạn 32 câu số 17 có chép như sau: ôi hỡi Chúa Giê-hô-va, chính Ngài đã dùng quyền phép lớn và cánh tay giơ ra mà làm nên trời và đất. Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên vũ trụ này, và chúng ta nhìn thấy cái vũ trụ bao la này vì do bàn tay của Ngài, do lời phán của Ngài mà có. Mà nếu Đức Chúa Trời làm được điều đó thì những cái nan đề trong đời sống của chính cá nhân mình, gia đình mình, con cái của mình, nó không có khó cho Đức Chúa Trời, đúng quý vị? Chúng ta nghe tiếp nha. Chẳng có sự gì là khó quá cho Ngài cả. Cái điều mà chúng ta thấy khó bởi vì chúng ta không có đức tin mà thôi. Chúng ta còn nghi ngờ rất nhiều, đúng quý vị? Cho nên tôi xin tặng cho quý vị thêm một câu nữa, và câu này tôi rất thích và mong rằng quý vị hãy nắm cái câu này để mà chúng ta làm một cái kiếm chỉ nam trong sự cầu nguyện. Câu đó được chép trong Giê-rê-mi đoạn 33 câu số 3: hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Kính thưa quý vị, lời của Chúa nhắc nhở chúng ta hãy kêu cầu Ngài đi. Ngài nghe lời cầu nguyện và Ngài sẽ bày tỏ cho chúng ta thấy qua lời cầu nguyện tha thiết của chúng ta. Chúa sẽ làm những việc lớn, việc khó hơn cả những việc chúng ta cầu xin Chúa. Chúng ta có tin không?
Mong rằng trong cuộc đời của quý ông bà anh chị em, trong gia đình của quý vị, con cái của quý vị, hay tất cả những điều gì đừng xảy ra trong đời sống quý vị, đừng sợ nhé. Hãy tin, hãy đến cùng với Chúa Giêsu. Người xin Chúa ngày chúc phước trên quý cô, quý bà anh chị em. Và nếu Chúa cho phép, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mai qua chương trình Trò Chuyện Ban Mai. Xin Chúa ngày chúc phước trên quý vị. Amen.